Tôi là Hoa Đen nè, xin ca bằng nhạc mặn nhạc mang tên là Lê Đầu Xuân trên đầu năm, tặng cho bà con chú bác chúc Tết. Cô chú ơi, bây giờ Hoa Đen xin ca bằng nhạc mang tên là người Khmer nghe, Ping Fronata Khmer nghe. Ở đây nghe là cánh đồng cỏ bay thẳng cánh đó. Ở bên đây là cây mù u, bên đây là sông. Hoa Đen bữa nay đi ruộng quá là vui. Cô chú có vui không? Bình mà cô chú có vui không? Hoa Đen thấy vui lắm đó. Vô nè. Sron non tất máu lờ đầm bao trắng nực lang sen cái măng pino ta kê cạn bòn nâng ôn sang sôn chê về cạn bòn nâng ôn sang sôn chê về crom đam phốt triệt nôm thmo tung ôn ta mà nái tàu tàu rục cú thmai miền tới nhà sắm đấy ơi mong muối mật chỉ vật cà mà có đôi lương còm sắt chỉ vật cà mà có đôi lương còm sắt miền tới nhà sắm bắt tam nè cọt bòn sập tay ôn men cù hai chỉ vật bọn ơi tóc lăng xe khăn anh mà đai bong เจ็บเหงาตามแนกรอดปนมาได้โอนเจ็บเหงาตามแนกรอดปนมื้อเหงรอดปนถ้าบองกรอคลังเปลี่ยนโอตาแกเปลี่ยนโอตาแขกมอาเดียสแรจบบบารังបើអ្នកដឹងរឿងសូមជួយបិទបាំងបើអ្នកដឹងរឿងសូមជួយបិទបាំងធ្វើជាដំណឹងបាងស្នែអូនផងអូម្ចាស់ស្នែអើយបើដឹងរឿងខ្ញុំសូមជួយបិទបាំងកុំអោយនរណាដឹងឬសោះណាចាំចាំvui quá cá ơi ơi nè hoa hậu có thấy cô chú có thấy hoa hậu đi chưa bây giờ quả đang làm hoa hậu cho cô chú coi nghe hoa hậu đó trời đó cô chú ơi đẹp không đẹp quả đẹp không cô chú đẹp giờ quả đang xin về được cọc bánh tét nha cô chú cọc bánh tét bữa nay cô quả đang đi đâu vậy đi nhà chơi xôi làm gì thăm cháu nội. Trời ơi, có cháu nội lớn vậy đó hả? Ờ, đúng rồi. Trời ơi. Rồi bữa nay không ở nhà hả? Không. Rồi qua đây làm cái gì? Cột bánh tét. Cột bánh tét hả? Ờ. Đòn lớn không? Đòn lớn. Một đòn bao nhiêu tiền? Đòn 25 ngàn. Lớn, đòn bị lớn? Đúng. Lớn vậy hả? Ờ. Bán cho người ta đòn nhiêu? 25. 25 ngàn thôi. Ừ. Rẻ vậy? Mua cặp 45. Cặp 45 luôn? Ừ. Giảm giá luôn? Giảm giá. Trời ơi. Mới 45 nghe. Mua một cặp mới 45. Ờ. Còn một cái là 25. Một cái 25. 25. Ừ. Thì sao người ta bán ở chợ cây 10 ngàn, cây 50 ngàn. Tại cũng đỏ nhỏ nó bắn mắt mà bánh tét nó sẽ gom chích bè. Nó hẹo à. Vậy vậy là bữa nay mình buộc bao nhiêu đòn? Bao nhiêu ký nếp? 10 ký. 10 ký hả? Là khoảng bao nhiêu đòn? Năm mấy à? Năm mấy đòn hả? Năm mấy đòn cũng nhiều lắm ha. Bây giờ đây là tại nhà của Xui gia. Ừ. Xui ơi. Xui ơi. Tôi đến rồi. Mời cả nhà vô nhà. À, bữa nay cô Hoa Đen làm gì? Lại giới thiệu bánh. Cho bà con cô bác biết kìa. À, cô chú ơi, Hoa Đen nè, bữa nay lại tiếp cọc bánh tét cho bà Xui. À. À. Dạ, Hoa Đen cọc bánh tét này chị cô bác nè, cọc kiểu này nè. Cọc kiểu nào? Ừ. Ừ. Cái này mình có cần dùng sức không? Sức à? Gịch nó. Gịch cái đầu không mấy gì cần đâu. Cái khúc giữa giữa cần sức. À, tức là mình phải buộc 2 dây à? 1 dây được không? 1 dây cũng được. 1 dây cũng được hả? Dạ. Bây giờ con thử buộc theo qua, buộc như thế nào? Mấy dây nó mục. Dây nó mục à? Dây mục hả? Ủa cái này là dây mình làm ên hay là sao? Làm ên. Chị Xuôi làm ên. À, dây này mình đi cắt lát cái gì làm ơn mình phải cắn không dạ dữ rồi
Có khi nào gớt găng ra? Có khi nào mới được nói thì nó mới cứng nè. À, mình ai xuống rồi quậy gì mới cứng. Cứng gì đó hả? Mình phải sấy sấy vậy. Sấy vậy, kéo qua đây. Rồi sấy thêm cái cọng kia nữa hả? Sấy luôn, sấy cho nó đẹp. Chứ dĩ xương mình không sấy cũng chẳng được, mình không mấy gì đẹp. Dạ. Cục sữa nó cắt dây bỏ nè. À. Thì cái nào dư quá mình tháo ra hả? Ờ, cái đó. Cái này nè. Cái đó tháo ra. Tháo ra ha. Này là, ủa mình chưa tới ngày Tết mà sao buộc bánh này? Là chị xưa bán hàng ngày. Bán hàng ngày? Ờ, ngày làm ngày nghỉ á. Như làm bữa nay rồi ngày mưa. Chiều nay làm bữa nay, chiều mưa mới là chiều nay. Chiều ngâm ngụt, ngâm đậu lại. Ngâm đậu mà mới rửa. Bắt đầu gói. Đây cả nhà bình học cũng không biết buộc thì cô cũng hướng dẫn nè. Ừ. Có khi nào mình đang cắn cắn mà rớt cái găng ra không? Ừ. Đứt giật mình thôi. Đứt giật mình thôi. Ừ. Ủa, buộc phải chắc vậy luôn hả? Chắc hả? Rồi mình buộc nó không chắc á thầy, nó cột á, cột tới giờ luộc á thì nó đứt dây. Ừ. Nó phải xấu bánh lắm. Đứng rồi đó. Vậy hả? Quay vậy nè. Đó. Tới chỗ này mình muốn cho nó đẹp thì mình quay theo cho nó tròn. Cho tròn ha. Tròn thì nó cột thấy đẹp hơn. Giống như mình buộc tóc vậy đó không? Thấy cách. Đó. Nó đẹp hơn cả nhà. Đây. Cột đúng lắm. Bực chứ lắm. Mạnh lắm ha. Mạnh xay lắm. Được ha. Xay cho nó đều vì cho nó cứng. Nè. Bà đang cột bánh cũng ngắt nè. Cứng không? Cứng. Mình xay cho nó được cứng. Xay thì mới cứng phải không? Ừ. Mình xay nó đều. Lỡ như mình cắn mạnh quá đứt kia sao? Đứt kia bật ngửa hoài vậy. Giật mình á. Giật mình hả? Tại mấy bữa nay bà xui chưa được đi cắt lát nè. Cắt lát dài cột mà thấy đẹp nó không đứt nữa. Vậy bữa này mình lấy dây chuối mình buộc được không? Không. Cái dây lát à? Dây lát thôi mới buộc được hả? Dạ. Rồi dây cộng dây dân màu đen á. Cái đó là chị không có từng cột. Không từng cột hả? Không có từng xài cái đó, không có biết. À, tức là chị mình... quen. Chị rồi đó người mẹ là quen cột rồi dây lát này thôi. Dây lát này thôi. Dạ. À, cả nhà, đây là cuộc sống hàng ngày của cô quả đen đó cả nhà. Thì khi mà anh em YouTuber lại tới nhà chia sẻ thì cô quả đen có ở nhà thì quay đúng không? Dạ. Còn không có ở nhà thì đi buộc bánh tét đúng không? Đúng rồi. À. Không có ở nhà là lại vừa thăm cháu nội vừa tiếp cọc chị xui thôi. À. Vậy là một con cũng hai ba chuyện ha. Hai ba chuyện. À. Chết rồi. Con không biết tháo đường nào luôn. Lấy kéo cắt. Kéo cắt ha. Dạ. Mạnh lên. Mạnh lên đứng dậy mạnh lên. Ở cỡ ủa mình phải buộc hai dây hả, không phải một dây được hả? Một dây sợ đứt. Một dây sợ đứt hả? Để con thử buộc một dây coi. Ông nó thả mà nó vuột ra anh ơi. Đứt cái là nó ấy nửa đứt. Nếu mà buộc không đều thì cái đầu bự đầu nhỏ hả? Mình cột bánh bự trước. Mình cột bánh bự trước. Dạ. Yeah. Mới đều qua. Mới nó đều được không? Ừ. Đó là bự mình cột trước. Nhích. Đúng rồi. Sao đứt lại vậy? Nếu con có bụng nó nhiều quá. Cái bụng nhiều hả? Bụng nhiều đứt à. Bụng nhiều thì đứt nha.
Để mỗi mốt có xe đi và bán cắt cho bà. Nó vậy đó bà con ơi, khổ lắm đó. Quán là phải sát bên này nè. Phải sát vô hả? Nó sao buộc nhanh vậy? Tại nó nhanh, tại em không biết cột, cột từ từ được rồi. Con nãy giờ mới được có chút xíu à. Rồi xíu nữa con bù không đẹp, đừng có chê con nha. À, dạ? Không. Không hả? Ông dây của ông phải làm nhỏ nhỏ dài đẹp lắm. Cột đẹp lắm, nó cục quá. Này cô có thể là chia sẻ từ giai đoạn mà khi mà làm bánh được tới thành bánh ăn được á, thì cô có thể là chia sẻ cho bà con cô bác được biết được không cô? Như là đầu tiên làm cái gì gì cô? Đầu tiên là lựa đậu cho rồi. Dạ. Lựa đậu rồi ngâm đó, rửa cho sạch rồi, rồi trước khi mình lấy đậu lên á, mình cũng rửa cho sạch. Nếp rửa cho sạch luôn, mình đem đi phơi. Phơi đi nạo dừa. Để dắt nước dừa vô. Trộn cho nó đều cỡ 5-10 phút mới là chỉ gói. Quả đen này cột, có con quả đen không biết gói. Không biết gói hả? Không biết gói, biết cột à. Biết cột không thôi. Dạ. Đó làm vậy đó. Vậy là theo giai đoạn đúng không? Theo giai đoạn, rồi gói rồi chưng. Như gói giờ này là cỡ 5 giờ. Cỡ 5-6 giờ mới được luộc, rồi mới luộc. Vậy là một ngày, lâu một mình như vậy thì gói được không hay là phải nhiều người gói? Là như là thầy có nhầm khi một người vừa gói đó để đó thì không ai dùng cột, thì vừa gói rồi mới cột sao. Dạ. Yeah. Có người tiếp cột á, vừa gói vừa cột thì nó mau. Mình thí dụ bởi vì bà chị xui cọ gói nè. Dạ. Yeah. Nếu mà 5 giờ chiều rồi đi vừa gói gì đó. Dạ. Yeah. Mới cột sao cũng có 7-8 giờ. Dạ. Yeah. Mới là rồi bánh để dưới bàn. Dạ. Để ra đi. Còn có người cột người gói gì nó vừa gọi vừa gói gọi vừa cũng vừa cột rồi luôn. Nó mau chỗ đó. À vậy là mình nấu nước được luôn, đúng không? Vậy vừa gói rồi là bắt đầu nấu nước, sôi mới để xuống. À. Chứ mà vừa bắt nước lên để vô là không được nha. Nước sôi mới là đại bánh tét luôn. À, tức là hướng dẫn cho bà con cô bác biết đấy. Như là mà bà con cô bác hay gói bánh tét này nó không phải là bắt cái lò nước lên là để lên liền được đâu. Bắt nước lên là phải cái nước sôi mới là xách bánh tét. Giờ xách hai tay luôn chứ không để mà lấy một cái để ngoài mà lấy một tờ cải để vô nghe. Vừa xách hai bên với hai mọi người, thí dụ bao nhiêu đoạn không cần biết, anh em dùng xách. Anh em dùng xách phải không? Ờ, anh em dùng xách để vô nồi á. Nó anh em sắt mới đẩy vô nồi, không phải là anh bà con phải nhớ là đừng có đẩy sắt lò mà để từ cái vô là không có nướng, không có nên. Đó là phải sắt vô đó là để vô nồi luôn đó. Để vô nồi vậy đó bà con. Chứ đừng cái sắt từ cái không có điều, không có điều bánh. Không điều bánh à? Không có điều bánh. À. Sắt ra mà đẩy đụng để vô luôn. Đụng là khoảng bao nhiêu cái? À, thế thì chị xách vô này một hai bên là bên 5-6 đoạn đó. Là bên gì nó cột quay gì nè bà con. Cột quay gì nếu mà một bên đi là một bên chỉ đã là 5-6 đoạn 5-6 cặp. Dạ. Bên này 5-6 cặp gì đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Là mới là đã vô nồi. Dạ. Yeah. Chứ đừng xách đi từ đoạn qua bản để lần từ không có được. Rồi, vậy là bánh rồi bây giờ thì này là cô buộc xong. Dạ. Thì cô bán là một cặp vậy là bao nhiêu tiền? Cặp nếu mà người ta mua cặp thì 45, nhầm người thầy ta không trả giá thì 50. Dạ. Người ta trả thầy bước người ta 5.000. Rồi cô có bán không? Bán. Cô bán luôn không? Không, mà chị xui đi bán. Xui đi bán. Cô có lại tiếp cột thôi. À. Chị xuống nói chính này sang chị xuống chở đi ba. Dạ. Rồi bây giờ cô chấm điểm giùm con đi. Nè. À. Cái này nè, cô để cái đó xuống đây, cô chấm điểm giùm con hay con buộc được không? Thấy mềm quá à. 7 nuột em. Hả? 7 nuột. 7 nuột à? 7 nuột. Này có 6 à? Nè, bảo chị cái 7 nuột. À, 7 nuột. Em phải gịch chút. Gịch cho nó cứng giống chị này làm cái tay này trước khi gịch em làm tay quăng nhìn.
không quăng nên không mấy gì cứng, tại vì là bà con ở đây chúng mời cứng mới cái tám mà nếu mà lát này dài chút nữa một cọng thôi là mình cột được ba tu, mình dư gịch nhưng mà nó lát mới thì nó không có đứt, lát mới là không có đứt, là mình gịch mình tuôn rồi thêm một quần một tuôn nữa là mình làm tay gì nè, chỗ nó cứng thì là cứng, mình thêm tuôn rồi mình quậy vô. Cái này lát nó hơi cục, không mấy cột bánh không mấy gì đẹp. Còn lát dài á, một cọng thôi mà lát mới một cọng thôi là như là một tuôn đầu mình gịch từ từ, tuôn thứ hai mình hơi gịch một chút, tuôn thứ ba mình gịch thêm cái nữa là nó cứng dữ lắm. Cứng ngắt luôn, cái này là mời mới có 8-9 à. Cứng không? Cứng à. Của em mềm. Thấy không? Của chị tới 7 nuột nè. Tức là cả nhà phân biệt đây là của bình bột là 6 nạc. 6 nạc. 6 nuột. 6 nuột. 6 nuột. 6 nuột. 6 nuột á. 6 nuột đó, của chị tới 7 nuột mà. 6 nuột đó. Đây cả nhà thì bình cô thì buộc 7 nuột, còn bình thì không biết á, tưởng là buộc bao nhiêu nuột cũng được, nên là bình chỉ buộc có 6 nuột à. Thôi bây giờ được không? Cái này được, cần được. Phải tháo ra không? Không. Được tháo không? Là hư. Tháo ra là hư à? Em lý do sao em biết nuột tháo được, chị không chịu. 6 nuột nó thừa quá. Trước khi luộc thì nó nước vô. Nước vô nó tà lè rồi. Tức là mình phải bắt buộc là mình phải 7 nuột và cứng. Cứng. Còn em nuột 6 nuột cũng chẳng được. Nhưng mà nó hơi mềm hả? Nuột 6 nuột nó mềm. 6 nuột cũng được. Nó hơi thưa, thời sợ nó gói cái nó thưa quá nó hở á. Nó vậy đó. Bắt đầu cô tiếp tục cái thứ hai. Đó. Nó vậy đó. Nếu dây dài có cộng 1 à. Nó được 3 nuột. Mình cắn như vậy á, rồi có khi nào mình thở không? Có thở. Nín thở. Không phải, như cũng thở bình thường. Cũng bình thường. Nhưng khi nó đứt cả giật mình. Nhưng dây này nè, nó ưa đứt nè, biết là dây nó lâu nè, nó mục nè. Còn mình nín thở sao? Vậy đó. Nín thở. Vậy đó. Hướng dẫn à. Nè. Cắn sao nè? Cắn vậy nè. Nè, cắn sao? Con. Nè. Mà cột á phải cắn ngay cái đầu nó nghe. Còn ngay cái đuôi rồi khúc đuôi lát này nè, đứt á. Đứt nhiều, không có dính cọng nào đâu. Như là mình cắn cái đuôi mình gịch thì nó đứt. Đuôi mình phải kiếm đầu. Kiếm ngay cái đầu nó. Nín thở phải không? Không. Cô chú anh chị, đây là cuộc sống hàng ngày của cô Quả Đen. Thì đây là cô Quả Đen cũng hướng dẫn cách buộc bánh đồ bánh tét như thế nào, thì cũng đã hướng dẫn rồi. Thì cô Quả Đen thì nói là cách buộc bánh tét là phải 7 đòn hoặc là 7 mắt. 7 mắt. 7 mắt. Rồi xong cái mình phải buộc cho nó cứng nữa, đúng không cô? Đúng rồi, cột có phải vậy nè. Phải gịch nó nữa. Gịch đúng không? Cái tay quay bánh vậy nè, nó mới cứng. Thì cô thì cũng đã hướng dẫn rõ ràng từ cách buộc và từ cách nấu nướng như thế nào đó ha cô. Dạ. Thì Bình cũng xin phép là khép lại video tại đây. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi trong những cái clip vừa qua. Thì chúc cô chú anh chị năm mới luôn luôn vui vẻ ha. Bình xin chào tạm biệt ha. Dạ. Bye bye.